Cửa hàng Audio Bãi An Giang xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Hôm nay em giới thiệu đến quý vị và các bạn một đôi loa Mỹ cổ, đó là Fisher XB66C. Đôi này là 66C nha, chứ không phải 66 nha. Như trước mắt quý vị và các bạn đang thấy đây, em nó sở hữu một bass 30cm, cũ đóng đồng tiền Mỹ nồi nha. Những dòng Mỹ cổ này là đều là Mỹ nồi, mid cũng là Mỹ nồi, chép Mỹ nồi luôn nha, nồi cổ hết. Cụ từ nha, cụ từ tròn đóng đồng tiền Mỹ nồi hết. Đây, bộ lọc của nó đây, rất gấu quá anh em, cụm điện rất là to, nhiều tủ trong đó. Đây, cụm điện rất to ha. Em đang mở nhạc bằng em đó anh em. Anh em nghe tiếng nhạc không? Em đang mở tháo vậy mở luôn đó, vậy mà đến cũng có bass nữa, rất hay. Rồi đây em lắp vào em test âm thanh cho anh em nghe ha. Rồi xin anh em đợi trong giây lát đó.